thanh xuân như một tách trà, lên Đà Lạt mà không ăn trà bánh là coi như mất nửa thanh xuân đấy nha. Thôi thì hôm nay Bảo dùng thanh xuân của mình để tổng hợp cho mọi người những cái tiệm trà bánh trên Đà Lạt, để còn có ai mà sắp lên Đà Lạt á mà thèm trà bánh còn biết chỗ mà đầu đi. Đầu tiên á là mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái tiệm bánh Pháp ha, có tên là Búp Rau. Tiệm này là mới toanh ở Đà Lạt luôn, mới mở vào đầu cuối tháng 2 á. Và cái tiệm này là Bảo cực thích cái concept ở bên này luôn, kiểu như là họ rất là đầu tư vô không gian nha. Góc nào vô ngồi là cũng sẽ có ảnh đẹp cho mọi người chụp hình luôn. Và cái concept bên này họ decor theo kiểu là hơi cổ điển classic và hơi châu Âu một xíu nha. Mấy bà nào mà cái style Lolita với lại hơi quýt tộc á thì tới đây đảm bảo là rất hợp. Menu nước ở đây thì sẽ dao động từ 50-60k và có những cái set trà bánh cho mọi người luôn. Về bánh và nước ở đây thì mình đánh giá ở mức tạm ổn thôi nha, không có quá xuất sắc đâu. Và địa điểm tiếp theo đó chính là MQ Resort. Nếu như mà mấy bà nào mà thích cái style tiểu thư sang chảnh á thì có thể tới đây nha, rất là luxury, rất là đẹp. Từ cái sảnh bước vô thôi là mọi người đã nghe được cái mùi tiền. Khi mọi người đến đây để ăn bánh uống trà thì có thể chụp hình sống ảo ở trong khu resort này luôn. Rất đẹp, rất sang chảnh như là một khoảng trời Âu giữa lòng Đà Lạt vậy đó. Một set trà bánh ở MQ á thì sẽ có giá là 599k cho. Nói về hình thức á thì cũng ok, nhưng mà nói về chất lượng thì mình thấy là cái set bánh này nó thực sự là không ngon nha. Nếu mọi người tới đây chủ yếu là để chụp hình sống ảo thôi á thì ok, còn nếu mà xác định là tới đây ăn bánh uống trà thôi á thì nên cân nhắc ha. Mình nói tới đây thôi là mọi người cũng đủ hiểu rồi đó. Cuối cùng địa điểm mà mình muốn giới thiệu cho mọi người là tiệm bánh Thành Hôn, mới mở chi nhánh mới. Tiệm bánh Thành Hôn thì ở Đà Lạt chắc cũng nhiều người biết rồi ha. Chi nhánh này cũng mới khai trương dạo gần đây thôi. Không gian ở đây thì Bảo thấy nó cũng khá là rộng, mình có thể ngồi ăn bánh uống trà và ngắm ra sườn đồi. Riêng cá nhân mình thấy bánh ở đây cũng ngon á mọi người, đặc biệt là cái bánh bắp là mình rất là thích nha. Cốt bánh thì nó mềm và đặc biệt là cái phần nhân kem thì không quá ngọt. Mấy bạn nhân viên cũng dễ thương nữa. Hôm trước mình đi vô đây có một mình nè, xong rồi được mấy bạn hỗ trợ, rồi mấy bạn còn quay clip giùm cho mình nữa mọi người. Dễ thương lắm. Bánh ở Thành Hôn á thì sẽ dao động từ 50-60k cho một cái. Nói chung là cũng ổn áp á mọi người. Đây là xong tổng hợp những clip trà bánh trên Đà Lạt cho mấy bà rồi. Còn ai mà biết thêm tiệm trà bánh nào mà ngon ngon nữa thì chỉ tôi với nghe. Thank you.